Ôi ôi Tina, em làm gì hôm anh dữ vậy? Thôi thôi dừng lại đi, sợ quá. Không được đâu, người cá tì u nói em không được ăn hiếp phải thương anh gấu. Trời ơi, thương gì mà kỳ vậy? Đau muốn chết à. Xin đừng hôn anh, cảm ơn em. Thương là vậy đó, thương là phải cho roi cho vọt, ghét mới cho ngọt cho bùi. Cho bùi là gì em? Ai nói em vậy? Người cá tì ươn của chúng ta chứ còn ai nữa. Nếu người cá đã nói thì gấu cũng phải nghe theo mới được. Rồi được rồi, để anh hôn em lại coi coi. Ở nhà đâu á? Muốn hôn em đâu phải dễ đâu gấu ơi. Chỉ có em mới có quyền hôn anh như vậy thôi. Ủa da, không được hôn lên con mắt của anh. Đau quá.